Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai nhá, chúng ta đi tìm hiểu về phân phối bót rông. Thì đây, ký hiệu là gì? X nhá, tuân theo quy luật phân phối bót rông thì nó ký hiệu ở chữ P luôn này. Chữ P đại diện cho bót rông này. Đấy, ở trong là lambda nữa không? Với lambda lớn hơn không? Dấu hiệu này, nếu X là số người vào dịch vụ công cộng như là quán ăn này, đó, trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc là thứ hai này, nếu X là số nhu cầu phục vụ ở một cửa hàng, số phương tiện vận tải cho thuê trong một khoảng thời gian nào đó thì nó cũng là phân phối bót rông đúng không? Và dấu hiệu á, cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất là gì? Người ta cho á, cho đi cho trung bình, để cho trung bình luôn không? Nếu để cho trung bình luôn chúng ta nghĩ ngay thì bót sông nhá, bởi vì sao đã biết rồi, đó là ấy phân bót sông thì x phải tuân theo gì, p lambda đúng không? Đấy, mà trong đấy lambda lại bằng là gì, ex bằng vx đúng không? Đấy thì vào đề người ta bảo gì, cho x bằng cái này luôn đấy, ví dụ là gì, cho nhu cầu phục vụ đấy có x bằng một cái này đó thì nó chính là phân bót sông đúng không, với lambda đây rồi là x luôn rồi, được chưa? Vâng. Đấy thì nếu mà vào dạng này người ta không hỏi chúng ta tính x và vx đâu, bởi vì đề cho luôn rồi đúng không, đề Vâng. sẽ hỏi chúng ta tính cái xác suất. Đấy, công thức xác suất này chúng ta chỉ cần nhớ một công thức này thôi, đó là gì, px bằng k chứ bằng gì, e mũ trừ lambda nhân lambda mũ k chứ k dây thừa, được chưa? Đấy thì đây là công thức tính xác suất, ok không nào? Rồi. Đấy, với x bằng một số bất kỳ nhá, đó thì nó sẽ là e mũ trừ lambda nhân lambda mũ k chia k dây thừa đó, và k là cái x bằng đó, còn lambda là đề cho luôn rồi đúng không, còn e này là đấy cái này là chúng ta đã học ở gì rồi, mũ logarit của e rồi đúng không đó rồi nhá. Cái gì cứ nói bắt sông chúng ta chỉ cần nhớ một số như thế thôi. Thì bây giờ chúng ta đến cái ví dụ trong đề kỳ trước con này. Đề kỳ trước thì người ta thường cho vào câu số 3. Đây chúng ta cùng xem xét luôn này. Đây chúng ta cùng đến câu 3 này nhá. Mỗi ngày có trung bình 2 xe chở hàng đến một nhà kho. Nhà kho chỉ có thể tiếp nhận nhiều nhất là 3 xe chở hàng một ngày. Tính xác suất để một ngày cho trước có xe chở hàng không được kho này tiếp nhận. À, thì chúng ta biết cái này á, chúng ta cũng sẽ biết được là nó tuân theo gì, phân phối có sông đúng không, bởi vì sao, Trung bình hai xe chở người hàng. ta cho trung bình đúng không? Đấy, người ta cho trung bình đấy, cứ nhớ người ta cứ cho trung bình á đấy, mà ấy, người ta không nói là gì, không nói phân phối gì thì nó biết đây là có sông đúng không, còn nếu mà chân phân phối chuẩn ấy, người ta sẽ nói là phân phối chuẩn xong người ta cho trung bình cho các thứ luôn đúng không, còn có sông người ta sẽ nói trung bình thôi, được chưa? Với cả mấy cái xe á, đấy mấy cái xe này sẽ thường là có sông, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng làm nhá. Đầu tiên là gì? Mỗi ngày có trung bình 2 xe chở hàng đến một nhà kho. Đấy. Thì bây giờ nhá, để làm được thì chúng ta phải làm gì? Ta có x đúng không? Có x là gì? Là số xe chở hàng đến nhà kho. Có x là số xe chở hàng đến nhà kho mỗi ngày đúng không? Vậy thì suy ra nó sẽ tuân theo gì? Sẽ tuân theo phân phối bớt sông với P lambda bằng 2. với lambda bằng 2 đúng không? Trung bình là 2, tức là lambda bằng 2, thấy chưa nào? Đó, x sẽ tuân theo P2, thấy chưa? Còn bây giờ người ta bảo là gì? Tính xác suất để một ngày cho trước xe chở hàng này không được tiếp nhận, tức là sao? Người ta nhìn nói này, nhà kho chỉ tiếp nhận nhiều nhất là 3 thôi. Thì bây giờ để không tiếp nhận thì phải làm sao? Lớn 3. Ừ đúng rồi, lớn 3 đúng không? Đây, nhiều nhất là 3 rồi. Thì ông chở 4 xe đến thì tôi không nhận đúng không? Rồi, tức là x phải lớn hơn 3 đúng không? X lớn hơn 3. Thì cũng như câu vừa nãy thôi đúng không? Nhớ nói đấy. Nếu mà hỏi về cái này này, nếu mà người ta hỏi về gì? Bót sông á, thì người ta chỉ hỏi người ta tính xác suất thôi đúng không? Bởi vì trung bình người ta cho rồi mà. Vâng. Đó. Thì chúng ta chỉ cần nhớ, tóm lại chỉ cần nhớ cái công thức tính xác suất của nó thôi, là như này thôi. Được rồi. Thì nó cho bằng gì? Như đã nói rồi, lớn hơn thì nó không làm được, chúng ta phải chuyển về. Nhỏ hơn. Đấy cũng giống như câu trên này đúng không? Một trừ đi x nhỏ hơn p, xác suất của x nhỏ hơn bằng 3 đúng không? Đó chúng ta lại bấm như vừa nãy thôi, đó là tổng sigma thôi, một trừ đi cái tổng sigma đó nhập vào đây. Được chưa? Cho x chạy từ 0 đến 3 là xong rồi. Đó thì nó bằng bao nhiêu? 0,6472 ạ. 0,6472 nè. Vâng. Đó.
Để xong rồi đúng không? Nó ngắn thế thôi à Đúng rồi. anh. Hồi xưa anh có trình bày ngắn gọn thế này không? Có mà đây. Chúng ta chỉ cần nhé. Chỉ ra được x tuân theo cái gì thôi. Đây bây giờ chúng ta gọi x là số C chuyển hàng nhà kho mỗi ngày. Thì chúng ta suy ra x tuân theo gì rồi thì chúng ta tính là đơn giản thôi mà. Không. Vâng. Chứ không cần dài dòng đâu. Được chưa? Ok. Đó. Thì về nói chuẩn chúng ta ở đâu rồi? Về cái trung bình với ở post sông chúng ta chỉ học nhiêu đây thôi nhá. Đây để nhắc lại này. Nhắc lại này. Chúng ta có nhị thức và post sông đúng không? Đó. Thì nhị thức và post sông chúng ta chỉ học nhiêu đây thôi. Tức là gì? Khối nhị thức này chúng ta nhớ đó là gì? Cách nhận biết nhá. Nhị thức là gì? Người ta cho người ta xác suất đúng không? Đấy, chắc Vâng. chắn trong đề người ta cho xác suất. Đấy và xác suất là như nhau luôn. Đó. Thì đây chúng ta biết sẽ là nhị thức nhá. Và nhị thức chúng ta sẽ cần nhớ là gì? Đây, trung bình sẽ là n nhân p luôn, đúng không? Ta theo x tuân theo p n b rồi thì s này là trung bình này sẽ là n nhân p luôn, còn v sẽ là n nhân p nhân 1 trừ p. Đó, còn mốt đây thì nó có hai công thức này nhá. Đó, nếu mà là gì? NP cộng P thuộc N sao á thì nó sẽ là NP cộng P và NP cộng P trừ 1. Còn nếu mà không thuộc N sao thì nó sẽ lấy cái phần nguyên được chưa? Phần nguyên của NP cộng P vậy thôi. Đúng không? Đó thì là nhị thức. Còn về post sông là gì? Post sông thì chắc chắn ấy đề sẽ cho chúng ta cái gì? À, chúng ta nhị thức chúng ta đã làm một số ví dụ rồi đây đúng không? Đấy. Còn về post sông á thì chắc chắn người ta sẽ cho chúng ta cái gì? Đấy, người ta sẽ cho chúng ta là trung bình sẵn. Đúng không? Đây. Thì đã nói rồi á. Nếu mà ta cho trung bình thì tức là nó sẽ là phần post sông đúng không? Và như đã nói đó là gì? Phần post sông thì người ta sẽ không hỏi chúng ta tính trung bình hay tính phương sai gì đâu, bởi vì đề sẽ cho sẵn luôn rồi. Đúng không? Mà ấy, người ta sẽ yêu cầu người ta tính cái xác suất đúng nào. Đấy như hai ví dụ này ấy, chúng ta đã làm trong kỳ trước ở đây đúng không? Xác suất đây lớn hơn này, đấy chuyển về nhỏ hơn nhá, một trừ đi nhỏ hơn để chúng ta làm đúng không? Thì lớn hơn nó có thể đến dung vô cùng, ta sẽ không biết được đúng nào. Đó, chúng ta qua hai ví dụ rồi, đó mỗi phần ta đã qua hai ví dụ rồi. Đó vậy thì cái phân phối nhị thức và phân phối post sông chúng ta dừng lại đây nhá. Chúng ta sẽ đến cái phân phối cuối cùng, nó là dài nhất này và cái quan trọng nhất, bởi vì bắt đầu từ chương sau á là chương 4 và chương 5 là hai chương về gì, về thống kê á, thì nó cũng chỉ liên quan đến phân phối chuẩn thôi đúng không, chứ nó không liên quan đến mấy phân phối này nữa. Thế nào?